Xin chào các bạn, chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Zinoviet. Như vậy là chúng ta đã đi được nửa năm 2020 rồi. Sắp tới đây thì Apple đã chuẩn bị cho ra mắt mẫu sản phẩm smartphone mới của họ, đó chính là chiếc iPhone 12. Vậy thì trong thời điểm hiện tại chúng ta có nên lựa chọn iPhone XS Max hay không? Hay là chúng ta nên để dành và tích góp thêm một tí tiền và đợi iPhone 12 ra rồi mua? Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi tìm ra câu trả lời cũng như chúng ta sẽ tìm hiểu xem với iPhone XS Max sẽ còn những gì hấp dẫn trong thời điểm hiện tại nhé. Let's go thôi. Và hiện tại thì Di Động Việt đang có mức giá rất tốt dành cho mẫu iPhone XS Max. Nếu bạn nào chúng ta đang quan tâm thì có thể tham khảo tại link ngay phía dưới phần mô tả các bạn nhé. Đầu tiên là ở phần thiết kế thì có thể nói là với iPhone XS Max chúng ta sẽ không bị lỗi thời dù là 3 hay là 4 năm sắp tới. Máy thì sẽ được trang bị kiểu thiết kế cao cấp kim loại và kính. Cạnh viền thì sẽ được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ, mang đến cho người dùng chúng ta một cái cảm giác sử dụng rất tốt. Nếu như để so sánh thì nói thật là mình thấy thích cái màu sắc ở chiếc iPhone XS Max này vô cùng, nhất là với cái màu vàng mà mình đang cầm ở trên tay, bởi vì nhìn nó thì cực kỳ là sang trọng. Điểm duy nhất ở máy có thể cho là lỗi thời đó chính là phần tai thỏ. Mặc dù là với Apple là nhà sản xuất tiên phong đi đầu về cái kiểu màn hình thiết kế tai thỏ, nhưng chúng ta có thể thấy là với xu hướng hiện giờ thì người dùng của chúng ta đang dần chạy theo cái kiểu thiết kế màn hình giọt nước rồi màn hình nốt ruồi khá là nhiều, bởi vì cái kiểu thiết kế đó nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái khả năng hiển thị màn hình rộng lớn hơn. Ngoài ra thì có một điểm mà mình thích ở máy, đó là với dòng XS Max này chúng ta sẽ có khả năng chống nước chuẩn IP68, nên trong một số những buổi mà đi bơi rồi đi tắm hồ này nọ với bạn bè thì mình có thể chụp hình một cách rất là thoải mái. Tuy nhiên thì cái việc này các bạn cũng cần phải lưu ý giúp cho mình là với những chiếc iPhone mới mình đang cầm ở trên tay như thế này thì nó còn cái khả năng chống nước 100%. Tuy nhiên nếu bạn nào chúng ta không đủ tiền mua máy mới, chỉ sở hữu một con máy like new thì các bạn hãy cẩn thận, không nên đem máy đi test nước, bởi vì máy rất có thể đã bị mất áp suất. Với những cái máy like new thì tỷ lệ mà nó còn áp suất và mất áp suất thì nói chung là nó hên xui 50-50, nên là các bạn sẽ cần phải rất cẩn thận trong cái việc này, nhúng vào nước thì rất dễ toang đấy. Và dĩ nhiên là máy của các bạn khi mà bị hư vì rớt nước thì cửa hàng cũng sẽ không chịu trách nhiệm, và vấn đề này thì nó sẽ rất thiệt thòi cho người dùng chúng ta, nên phải sử dụng một cách cẩn thận. Ở iPhone XS Max thì các bạn sẽ có một màn hình kích thước hiển thị to lên đến là 6.5 inch. Màn hình của XS Max thì mình chẳng có gì để mà chê, ngoài cái việc là tai thỏ ở đây thì nó có hơi thô một tí xíu mà thôi. Nhưng mà nói chung thì theo những gì mà mình biết được á, thì iPhone 12 của chúng ta cũng sẽ có cái màn hình kiểu tai thỏ, chỉ là nó làm nhỏ đi một tí xíu thôi. Thì quy cho cùng nó cũng lại làm nhụt cái tai thỏ, chứ nó cũng không có bị mất đi hoặc là chuyển qua một cái màn hình nốt ruồi gì cả. XS Max máy sẽ được sử dụng tấm nền hiển thị là OLED, nên vì thế là sẽ cho chúng ta khả năng nhìn tốt. Ngoài ra tấm nền OLED còn giúp cho máy có một cái khả năng tiêu thụ điện năng ít hơn, cho chúng ta một cái thời gian sử dụng nó tốt hơn. Máy có khả năng hiển thị đẹp, xuất sắc, và quan trọng hơn là màn hình trên iPhone XS Max tái hiện rất tốt mọi thứ một cách rất chân thực. Hiếm có một chiếc smartphone nào có khả năng hiển thị đẹp như là iPhone XS Max. Và dĩ nhiên là ngoài trừ những cái thiết bị cao cấp của Samsung thì mới có được một cái sức cạnh tranh đối với XS Max. Về mặt trải nghiệm xem phim thì máy sẽ có loa kép để nghe được trọn vẹn hơn, đồng đều hơn cả hai bên tai của chúng ta. Âm thanh ở máy to và rõ, không hề bị re, mang đến cho người xem những phút giây trải nghiệm đã nhất có thể. Về mặt cấu hình thì có thể nói với con chip Apple A12 Bionic vẫn không làm cho chúng ta thất vọng. Tính đến thời điểm hiện tại, máy vẫn cho chúng ta một cái khả năng xử lý nhanh nhẹn và đầy tuyệt vời. Chơi game hay là các cái thứ khác ở trên con máy này thì vẫn đều ngon chán các bạn à. Mình vẫn hay dùng em máy nó để cày cái game PUBG hàng ngày luôn. Và một trong những cái mà điểm mà mình thích nhất ở dòng iPhone đó là đa nhiệm của em máy nó hoàn toàn rất tốt. Khi mà đang chơi game mà mình out game ra như thế này á, thì mình có thể để tới tận 2-3 ngày và bấm vào nó vẫn ở trong cái màn hình game, chứ nó không có phải bị chạy lại từ đầu. Thì đây là một trong những cái điểm mình phải nói là iPhone làm tốt và ngon hơn Android rất là nhiều. Và khi mở nhiều đa nhiệm thì máy cũng không hề bị chậm, bị lag hay là bị đơ gì cả. Nhìn chung máy vẫn có thể hỗ trợ cho các bạn tốt về những trải nghiệm trong khoảng 3-4 năm nữa. Còn về vấn đề nóng thì cái này mình thấy hầu như là máy nào nó cũng nóng cả. Nhưng mà với iPhone thì nó không chỉ là phụ thuộc vào phần cứng mà nó còn phụ thuộc vào cái phiên bản cập nhật iOS ở trên máy. Có nhiều lúc ấy, mình thấy là những cái bản cập nhật mà nó không ổn định thì khi mà mình dùng thì nó hoàn toàn nóng rang lên và gây cho mình những cái sự khó chịu rất là nhiều. Nhưng mà với cái phiên bản cập nhật hiện tại mà mình đang dùng ở trên máy thì nó hoàn toàn rất ổn định. Nên là phần nhiệt độ cũng như là kèm theo những cái trải nghiệm khác nữa thì nó cũng không có bị ảnh hưởng gì. Vẫn có một cái trải nghiệm rất tốt và ngon lành. Máy sẽ có dung lượng pin là 3174 mAh, mang đến thời gian sử dụng vô cùng ấn tượng. Mình là một người dùng iPhone cũng khá lâu về trước rồi. Với những con iPhone 7 Plus, 8 Plus ngày xưa thì sự phải nói là trời ơi, pin nó chán lắm luôn các bạn à. Như với XS Max thì mình đã hoàn toàn rất ưng. Với cái mức pin này thì trong một ngày dài và bận rộn thì mình có thể hoàn toàn dùng ngon lành. Còn về vấn đề chơi game thì mình có thể chơi liên tục là 3 tiếng đồng hồ cho cái tựa game là PUBG Mobile.
Hầu như thì hiện tại hãng Android nào cũng chạy đua theo xu hướng là camera nhiều nhằm nâng cao thêm cái trải nghiệm của người dùng. Trong khi đó thì XS Max của chúng ta hơi đáng tiếc là chỉ được trang bị hai camera sau mà thôi. Về phần này thì mình có hai ý kiến đánh giá dành cho các bạn. Một là với người không cần quá nhiều chế độ, chỉ cần camera của máy thực sự giúp mình có một cái chất lượng quay video tốt và hậu kỳ sâu trên phone, hoặc là chúng ta có thể hậu kỳ trên máy tính, thì chắc chắn mình sẽ chọn iPhone, bởi vì hình ảnh ở trên iPhone rất tốt, chi tiết cao giúp cho mình có chất lượng quay video ngon. Còn nếu bạn là một người không biết quá nhiều về chụp ảnh, hay các bạn cần một cái khả năng quay video có hậu kỳ sẵn và liền luôn ở ngay trên cái phần camera, và cũng như là các bạn cần thêm nhiều cái chế độ chụp để mà mang đến cho các bạn nhiều cái trải nghiệm chụp ngon hơn, thì chắc chắn những cái sản phẩm flagship đến từ Android sẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất dành cho các bạn. Và tóm gọn lại thì các bạn có thể thấy iPhone XS Max vẫn là một sản phẩm rất đáng cho chúng ta lựa chọn trong phân khúc giá hiện giờ. Để đợi iPhone 12 thì chúng ta sẽ còn phải mất một cái khoảng thời gian khá lâu, cũng như nếu mà cái giá cả mà khi em ấy nó vừa được ra mắt thì vẫn còn khá cao. Còn bạn nào chúng ta muốn tiết kiệm được thêm thời gian cũng như là khoản chi phí tiền bạc nhưng vẫn muốn có một con máy tốt để mà dùng thì không nên bỏ qua sản phẩm iPhone XS Max này nhé. Và video của mình đến đây thì đã kết thúc rồi. Nếu bạn nào chúng ta có những chia sẻ gì thì đừng quên để lại dưới phần comment. Cũng như để tham khảo sản phẩm iPhone XS Max thì hãy bấm vào link mà đã để sẵn dưới phần mô tả video, đi thẳng vào trang web của Di Động Việt các bạn nhé. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên cho video này một like cũng như nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sau này. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.